Kính chào quý khán giả. Đêm nay và ngày mai, khu vực Tây Bắc, Việt Bắc và Đồng bằng Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến từ 30 cho đến 60 mm, có nơi trên 80 mm. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Ban ngày mưa gián đoạn và trời vẫn có nắng xen kẽ cùng với độ ẩm ở mức cao nên tạo cảm giác oi bức. Nhiệt độ cao nhất ngày mai tại thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành lân cận sẽ phổ biến trong khoảng từ 32 cho đến 35 độ. Cũng tương tự, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nên khu vực Bắc Trung Bộ trong đêm nay và chiều tối mai sẽ xuất hiện mưa rào và dông rải rác. Ban ngày mưa gián đoạn nên nhiệt độ ngày mai ở khu vực này sẽ phổ biến trong ngưỡng từ 32 cho đến 34 độ. Còn ở các tỉnh từ Quảng Bình trở vào cho đến Phú Yên, trời phổ biến ít mưa và ban ngày nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày mai sẽ dao động trong khoảng từ 33 cho đến 36 độ. Trở vào phía Nam, mưa rào và dông tiếp tục xảy ra nhiều nơi về chiều tối, trong ngày trời có nắng. Nhiệt độ trưa chiều mai tại Tây Nguyên sẽ phổ biến trong khoảng từ 28 cho đến 31 độ, còn tại Nam Bộ, nhiệt độ dao động từ 32 cho đến 35 độ. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển, quần đảo Hoàng Sa không mưa, ngày nắng ráo, tầm nhìn xa thoáng trên 15 km, gió Nam đến Đông Nam mạnh cấp 3, cấp 4. Còn tại vùng biển quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông rải rác nên tầm nhìn xa giảm xuống từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam ở cường độ trung bình cấp 4, cấp 5, tình trạng biển bình thường. Cuối bản tin như thường lệ sẽ là những thông tin dự báo chi tiết cho các tỉnh và thành phố trên cả nước trong đêm nay và ngày mai.